tốn tiền nữa rồi. Sao gặp là tốn gì vậy? Em đâu có mượn tiền đâu. Không, tôi mới đón được một tin vui của một thợ mà gọi là sửa máy nước lọc. Sao vậy? Thì nói chung thì người ta nói là đầu ra tiền thì cuối năm ra tiền, hoặc là mình gọi đầu năm mà tiền vô á thì cuối năm tiền nó vô cả năm. Ừ. Nhưng mà tôi lại đầu năm là tôi bị lần đâm ra, giờ anh phải ra tiền thôi. Sao kỳ vậy? Thì cái máy nước lọc của tôi đó là không biết rồi. Vậy sao? Cái giếng của tôi là giếng phèn đúng không? Ờ. Cái gì, cái cục gì mà ta nói là cái cục gì ta? Nói chung là cái cục nước lọc đi. Để mà lát, bị gì vậy? Lát nữa tôi chỉ cho mọi người nghe. Nghĩa là tôi nó kiểu là nó ra nước rất là yếu. Anh hiểu không? Biết nghĩa rồi. Là một khi tôi lọc á thì dạng như là cái vòi nước nước xả và cái vòi là nước lọc á, ừ, là nó chênh lệch nhau là 4-6. Ừ. Có nghĩa là 6 vô lọc, 4 ra xả. Yeah. Mà bữa nay nó ngược lại là thằng kia 7 mà thằng này 3. À. Ít, đã ít quá. Ừ. Cái tôi mới kêu thợ vô, cái thằng thợ nó nói là nó bị hư cục đó rồi anh ơi. Ừ. Nhưng mà cái cục đó thì ông cũng biết là giá nó là, thằng thợ tính ra tôi thay là như là nhiều cục rồi đó. Mà thằng thợ nó kêu là nhiều 4,5 cục. Chắc cỡ cỡ đó. Thì cái nó cũng cỡ đó thì ừ, mình biết rồi, nhưng mà bữa nay kẹt cái là tôi nghĩ là nó bị cái gì đâm ra là tôi mới kêu nó tới, chứ còn nếu mà tôi biết nó hư cái cục đó tôi đâu kêu nó tới làm gì. Ờ. Để xài đại đi, khi nào hư hay. 4,5. 4,5. Nhưng mà tôi còn có 200,000 à. 200,000. À, cái tôi mới nói để khách thợ quen nữa, tôi nói là thôi bây giờ anh cứ thay tôi 200,000 là chừng tháng sau ông quay lại tôi thay tôi thu ra. Anh gọi là sửa mối trọng luôn mà ông không chịu, nó ông dở luôn rồi đó. Ông dở thì nói chung là đồng ý, nó vẫn cần tiền để nó về lo cho vợ cho con. Ừ. Nhưng mà thì mình khách quen. Khách quen rồi khách mối nó khác chứ. Ừ. Đúng rồi, thân nhau quá nó cắn nhau đâu thôi. Sao đâu thận. Anh đưa 200,000 em sửa cho. Nhưng mà ông phải đi mua cái cục đó tới 400,000 hay nhiêu gì nó không biết, mà nó kiểu nó thay nó ăn tiền công á, 50,000 gì đó tôi không biết, mà nó lại 4,5 mà 200. À, có tiền trả mượn ha. Không, 200,000 thôi. Cái trường hợp của anh là rất là nhiều người gặp. Hiện tại bây giờ nhà nào cũng có máy lọc nước. Đúng rồi. Em đang nói máy mới không phải máy cũ nha. Máy mới mọi người xài tầm 3-4 năm đi, là mọi người sẽ cảm giác điều đầu tiên là mọi người xả nước ra, nước sử dụng á, nước chảy yếu xìu à. Lúc đầu mua là nước chảy rất là mạnh đúng không? Ồ xô luôn. Xài một thời gian sau là nước chảy yếu. Mọi người không biết cái nguyên nhân ở đâu. Mọi người cứ nghĩ là do cục lọc. Cho nên mọi người đi thay mấy cục lọc. Mấy cục lọc mà trắng là mọi người đi thay. À. Đi thay về bỏ chảy yếu. Đúng. Không biết nguyên nhân ở đâu. Thì cái không biết cái nguyên nhân ở đâu cho nên mình phải cần thợ. Đúng là thợ cái đường đó ra thợ. Mọi người biết cái nguyên nhân do mấy cục lọc đó thì thợ không ai ra thợ làm gì đâu. Mình tự thay được mà. Đúng rồi, cho nên mọi người thay về mọi người vẫn thấy yếu. À. Không biết nguyên nhân gì đâu hết. Mọi người kêu thợ thì thợ báo giá, nhưng mà anh Khải đó báo giá là 450,000 thì làm được làm thì thôi. Đúng. Thì em chia sẻ cho. Hôm nay chia sẻ mọi người để mọi người khắc phục cái tình trạng là mọi người xả nước ra nó bị chậm, rất đơn giản thôi. Tầm 200,000 đi, nói tùy nơi bán, anh cho em 200,000 được rồi. Rồi thôi em ra mua thiếu cho anh luôn cho rồi. À, mua thiếu lát anh chia sẻ cho anh luôn. Cho. Bữa sau anh làm anh cứ như vậy làm, anh không cần phải kêu thợ nữa, đỡ tiết kiệm cho anh. Đây là anh Khải. Đúng rồi, cục này nè. Nếu mọi người gặp trường hợp là lọc nước của mọi người ra nước yếu, cái nguyên nhân của nó không phải là do mấy cục 2, cục 3, cục 4, cục 5 ở đâu. Cục 2, cục 3, cục 4, cục 5 là mọi người thay định kỳ là 1 tháng, 2 tháng, mọi người thay là đó chuyện bình thường rồi. À. Nhưng mọi người vẫn thay mà nó vẫn ra nước chậm là nguyên nhân là do cục đầu tiên. Và cái cục đầu tiên đó chỉ những người nào biết người ta mới biết thôi, chứ những người không biết là cả đời người ta không biết luôn, không bao giờ biết luôn. Người ta cứ nghĩ là người ta cứ thay cái cục kia thôi, không thể thay cục này. Nếu mà người gặp trường hợp này lập tức chạy ra mua, nói cái chỗ mà ta hay bán cái này nè, anh kia là bán cho em một cái cục lọc, một cục đầu tiên á, người ta biết cục lọc đầu tiên. Ừ, ta bán cho em cục này là 130 bảy 450 ba, ta bán cho em 130 mà bán bao nhiêu thì em nói bấy nhiêu, đâu rẻ vậy, bán em 130 sao anh thợ vô nó báo giá tới 450. Thì ai biết thợ người ta công có lợi. Công thì công mày giỏi, nó vô thay cục này giỏi. Đợt trước nó vô thay biết nhiêu không? Yeah. 5 phút. Chẳng lẽ 5 phút mình lấy tí mấy trăm ngàn tiền công. Tại người ta lấy cái nghề người ta học ra. À đúng rồi. Đó, mọi người sẽ mua cục này về. Cục này về tao hướng dẫn sẵn cho mọi người luôn nè. Đó. Thì anh cứ làm theo hướng dẫn. Bây giờ chia sẻ đi. Sợ mọi người không biết cái cục đó cục nào luôn. Vô cho mọi người coi luôn. Tại vì nhà anh Khải máy lọc Khải làm mấy cái lọc gỡ ra rồi. Nó khác. Tôi tháo ra cho nó ra. Anh cứ gỡ hết ra đi. Anh cứ khóa nước rồi rút điện này hết đi. Rút điện đúng không? Rồi, khóa nước. Mọi sẽ khóa nước chính của nó vô. Khóa nước nha mọi người. Để tôi lấy cái đồ hứng nước cho nó chảy. Rồi, đây là mọi người. Mọi người gặp cái trường hợp đó là mọi người hay thay mấy cục này nè. Mọi người hay thay cục này đúng không? Đúng rồi, 1, 2, 3 đó. Rồi, 2, 3 này. Khi nước chảy chậm á, mọi người cũng nghĩ là mấy cục này đầy, mấy cục này nghẹt, mọi người vẫn thay luôn.
thay xong là mọi người vẫn thấy nó chạy chậm. Cái nguyên nhân là do cục này nè. Cục đầu tiên cục này nè. Đúng rồi. À, anh sẽ mở cục này ra. Mở được không? Được. À, dặn ra đúng không? À, mọi người sẽ mở cục này ra. Nhà đang có máy lọc nước mà 5 năm chưa thay cũng nên thay đi nha. Chắc nghĩ trong cũng chạy chậm lắm rồi đó. Rồi mọi người sẽ tháo hết ra. Mở ra. Nó khớp hết rồi mọi người. Rồi. Rồi mọi người sẽ xoay ra. Tí nữa tôi sẽ mở cái trong kia ra cho người coi luôn, sẽ đen đến hướng nào nha. Đúng vậy, rồi à, nhớ ròn cái đồ nha mà. Xài lâu ngày nó đen thui lui. Nó đen như cục than luôn, còn thấy không? Đó, mọi người mở ra. Đó, sẽ lọc này ra. Chúng ta. Rồi. Em thấy đi, tí em mở này cho người coi. Tí mở ra cho người coi. Rồi, okay. Anh sẽ lắp lại. Có rửa không? Ừ, anh thích anh rửa cho sạch sẽ không được. Thôi khỏi. Nó trong đây nó dơ lắm rồi, nó đang lui mọi người. Mình cũng gắn y vậy, nhát mạnh vô vậy đúng không? Thua cho người coi nè. À, dân đi giữ mấy. Nè. Trời ơi, cha vậy dơ vậy phải lao chứ. Em thui lui mọi người thấy không? Rất là đen. Rồi, dỡ ra, ra nắp lại. Để cũng... đó. Đen rất là đen. Ôi vậy phải lao đi, cái để nó ấy. Trời ơi. Giờ... ok. Rồi, ok. Bây giờ anh theo hướng dẫn mà anh lắp vô hay là anh nhớ anh rút ra sao anh gắn như vậy là ok rồi. Đẩy đúng khớp á, đẩy mạnh vô rồi ok rồi. Đó, rồi bỏ vô. Vô. Nhưng mà cái này là cái máy này là máy một nước một chứ không phải là nước nóng bỏng đâu nha. Ừ. Là một thôi. Đó vô. À, cánh vô rồi ok. Rồi, okay. Đó, nó ngang này là ok rồi, mọi người cũng bằng lại như bình thường. Làm cái này nè. Đó, cái đơn giản mà thôi, mọi người chỉ cần mua trăm mấy về mọi người thay. Cũng rất nhiều người hỏi cái nguyên nhân tại sao mà nước sử dụng lâu ngày mà xả ra nó chậm rì, nó như vậy. Với lại nó lọc chậm đúng không? Ví dụ nửa tiếng là nó đầy, giờ tiếng, hai tiếng nữa chưa đầy nữa. Đúng rồi đó. Nó lâu quá, lâu. Nó rồi, chạy nó ron lại nó đang vào, ok. Nó chạy càng lâu thì càng tốn điện mọi người thôi. Ok. Rồi, ok. Đó mọi người ập lại như bình thường. Rồi, nó như bình thường. Rồi, mọi người sẽ cầm cái đường dây nó cho nó bằng. Rồi. Ok. Rồi, ok, cắm điện vào. Thì là không chạy không ta? Chạy. Ok. Đó. Mọi như đứa. Bình thường vậy thôi. Đó, đợi xíu. Đó, mày là ok rồi. Bây giờ mọi người muốn biết bên trong cục thì có gì để tôi chia sẻ mọi người luôn. Ta mọi người coi cục này bên trong có gì luôn nè. Cục này là cục chính mà ít người thay lắm. Đa số mọi người thay mấy cục 2 3 4 kia không à. Cục này cục đầu tiên. Trong này có gì ta? Thì cái mở cho mọi người coi. Đó, một lớp cao su. Sau một lớp cao su. Đây là đèn thui lui nè mọi người. Kèo. Dơ thấy không đèn là dơ đây đúng không? Dơ đây nè, vô từng lớp này. Cuộn dơ dơ dữ ta. Cái này đây bảo sao lọc chậm đúng rồi à. Cái này đây lọc chậm là đúng rồi mọi người. Mà sao dơ dữ vậy? Đó nguyên nhân lọc chậm là như vậy. Đáng lý là nó phải trắng đúng không? Đúng rồi. Trắng sạch. Con này là dơ đâm ra là cái nước ra yếu gì nữa. Đúng rồi. Tắc ngạn nước ra yếu. Đúng rồi. Mà sao cục này có gì đâu ta? Mắc tiền dữ vậy. Vậy thôi chứ sao giờ? 450 thợ sai. Đúng rồi. Sao đó. Nó mà sao nó dơ dữ ta? Bên trong cục đó là như vậy thôi mọi người. Đó là em chia sẻ mọi người nha. Cái kia cũng chẳng cần phải thực tế đâu tại vì anh thay cục đó là ok rồi. Đó nếu mọi người nước ra yếu, nước lọc yếu, thời gian nước lọc yếu mọi người nên thay cục này và mọi người đoán cái thời gian mọi người sử dụng bao nhiêu năm rồi. 5 năm hay là 6 năm hay là 3 4 năm và mọi người tính toán mọi người có thể thay cục đó. Nhưng mà đi mua thì thay nó tiện. Đó ok nha. À, mọi người có thể đăng ký bật chuông và hẹn gặp lại tất cả clip sau nha.